Hôm nay lại là một tập truyện rất hay, Duy được kể lại từ một bạn nữ. Quê của bạn thì ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có nói kênh của chúng ta là cái kênh đầu tiên bạn nghe, cũng là cái kênh đầu tiên bạn chia sẻ những câu chuyện cá nhân của mình. Qua câu chuyện này thì bạn có thắc mắc rằng không biết đây là những cái câu chuyện ma mị thật hay đó chỉ là những cái sự tưởng tượng của bạn thôi. Bởi vậy thì nghe xong câu chuyện, ai mà biết thì có thể giải thích giùm cho bạn nha mọi người. Bạn nói thì cái nơi bạn sinh sống mặc dầu nó thuộc cái địa phận của thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên nó không có khác gì một cái vùng nông thôn ở dưới miền Tây hết trơn á. Tại vì xung quanh toàn là ruộng đồng không à, nó giáp với lại Đức Hòa, Long An nữa. Thành ra người Sài Gòn lâu lâu người ta nói vui một câu á, cái chỗ này nó là một cái tiểu vương quốc Bình Chánh, tại vì á nó xa trung tâm thành phố với lại nó giống ở dưới miền Tây quá trời à. Nhà của bạn á là một cái căn nhà sàn được cất lên ngay giữa cái ruộng vậy nè. Bạn nhớ không lầm, mọi chuyện nó bắt đầu từ một cái buổi chiều ngày hôm đó. Lúc đó bạn mới học có lớp 9 à. Thành ra khi mà đi học về, bạn cũng ra phía sau nhà để mà đi tắm. Ở phía sau cái nhà sàn của bạn có cái nhà tắm. Tuy nhiên, cái chỗ tắm này nó không có nằm trên sàn nhà, mà nó nằm ở dưới cái mé ruộng á mọi người. Tại vì cái nhà của bạn cất ở trên cái mặt ruộng mà. Giờ đó thì cũng đã chập choạng tối rồi. Khi bạn mới ôm cái đống đồ của mình bước xuống cái cầu thang để mà đi ra phía sau tắm đó, ở ngoài đó có cái lu nước, chỉ cần đứng ở đây treo cái màn lại rồi múc nước tắm thôi à. Khi bạn mới vừa bước vô thì bạn mới tá hỏa ra. Bạn thấy ở dưới chân của cái lu nước này á, có hai con rắn luôn, nó đen thùi lùi mà nó bóng ngời lên vậy nè nha. Con nào con nấy nó cũng bự hết trơn, nó bự bằng cái cùm tay của mình vậy đó. Nó đang bò vòng vòng cái đít của cái lu vậy nè. Bạn quá là sợ đi, thành ra bạn chạy ra nhà trước á, bạn la làng, bạn kêu cha cha, con rắn thì cha cha, vô coi thử coi. Nghe như vậy thì cha của bạn cũng kêu mọi người vô đây để đánh đuổi hai con rắn này. Sau đó thì nguyên một nhóm người cũng bu lại đập để bắt hai con rắn này. Tuy nhiên chỉ bắt được một con thôi, còn một con á nó chạy đi mất tiêu luôn. Cái con mà bắt được á, hình như ở nhà của bạn cũng đập chết hay là làm đồ ăn gì đó thì bạn không nói rõ. Tuy nhiên sau khi một con này nó sổng đi rồi á, thì kể từ đó bạn gặp những cái giấc mơ rất là lạ và không ngày nào yên ổn hết trơn luôn. Đầu tiên là cũng chính ngay trong cái đêm hôm đó, sau khi mà tắm rửa ăn cơm ăn nước xong rồi á, bạn trèo lên giường bạn ngủ thì bạn nằm chiêm bao. Bạn thấy là bạn đang cầm con dao á, để bạn chặt đầu con rắn đó. Khi bạn chặt đầu á, bạn thấy trời ơi máu của nó văng tung tóe lên cái mặt của bạn vậy nè. Khi mà thấy như vậy á, bạn sợ quá trời, bạn mới hết hồn mà giật mình. Giật mình xong rồi, định thần lại một chút cũng ráng ngủ nữa. Ngủ nữa lại gặp một cái giấc mơ khác. Giấc mơ đó là bạn thấy trước mặt của bạn á, nguyên một cái bầy rắn luôn, mà con nào con nấy nó cũng đen thùi lùi, y chang cái con bạn đã từng giết vậy đó. Mà cái bầy rắn này có rắn bự, rắn nhỏ nha, kiểu như là nó kéo nguyên cái dòng họ nó lại trước mặt của bạn vậy đó. Rồi sau đó bắt đầu á, con nào con nấy nó cũng dập đầu nó lại bạn vậy nè, nó lại mà nó van xin bạn, nó nói là đừng có giết nó, đừng có giết nó. Mặc dù nó không nói, nhưng mà trong cái tâm tư của bạn á, bạn vẫn hiểu tụi nó đang xin bạn là đừng có giết nó. Rồi là kể từ sau hai cái giấc mơ đó, qua sáng hôm sau ngủ thức dậy, bạn cũng rất là hết hồn luôn. Bạn nói trời ơi, có khi nào đó là cái điềm báo gì không ta, rất là sợ. Bạn cũng kể với mọi người nhưng cũng không biết phải làm sao hết trơn. Vậy đó mà hai cái giấc mơ này nó đeo đẳng bạn trong suốt mấy năm qua cho tới hiện tại bây giờ luôn nè. Trong những năm qua, mặc dầu bạn nằm thấy hai giấc mơ vậy đó, bạn cũng sợ gần chết chứ đâu phải không đâu. Tuy nhiên sau khi mà tỉnh dậy, bạn nghĩ là mình thấy như vậy nhưng mà mình đâu có bị gì đâu, cơ thể mình hoàn toàn bình thường thì thôi, bạn cũng tặc lưỡi cho qua. Tuy nhiên tới những ngày gần đây thì bạn lại gặp những cái giấc mơ khác, mà đa số những giấc mơ này bạn toàn thấy người chết không à. Có khi bạn thấy bạn đang đi ngoài cái nghĩa trang, thấy luôn người ta chết nằm ở trên cái mảnh đất vậy đó. Rồi có khi thấy đang đi ngoài đường á, tai nạn xe cộ mà người ta chết nằm la liệt vậy nè. Sau khi đi ngang thấy người ta chết xong rồi, bạn mới thấy là người ta đứng dậy, người ta rượt bạn luôn, nguyên một cái đoàn người luôn mà người ta mới vừa nằm chết ở đó, bắt đầu người ta ngồi dậy rượt bạn, rượt chạy quá trời. Mà hầu như trong mỗi giấc mơ á, bạn thấy phía sau lưng của bạn có bóng dáng một cái người. Bạn quay lại bạn nhìn á, bạn nhìn không rõ. Tuy nhiên cái bóng này á, bạn hình dung trong giấc mơ đó hình như là cái bóng dáng của mẹ Quan Âm sao á, kiểu như là y chang cái bức tượng luôn. Sau đó thì bạn cảm nhận được là cái bóng này nâng bạn lên, rồi bạn bay lên tuốt trên đầu người ta vậy nè, khiến cho người ta không đuổi theo bạn được. Rồi bạn giật mình, cứ thấy hoài ngày nào cũng vậy hết trơn. Mà mỗi lần thấy giấc mơ đó, bạn tỉnh dậy, cái người bạn rất là mệt, mà cái đầu bạn rất nặng luôn. Bạn thì bạn cũng đã có gia đình và có hai đứa con rồi, hai đứa con trai, một đứa lớn 6 tuổi, đứa nhỏ 20 tháng rồi. Cái đêm đó là ba mẹ con đang ngủ trong phòng, tự nhiên ngủ tới nửa đêm á, thì cái thằng con nhỏ xíu của bạn nó khóc. Nó khóc quá trời luôn, nó khóc mà nó nhìn trên nóc nhà vậy nè. Nó nói mẹ mẹ, con sợ quá mẹ ơi, mẹ nhìn lên kìa. Đang ngủ say mà, thì nghe con mình nói bạn cũng giật mình. Bạn mới hỏi gì với con, gì vậy? Nó không nói gì hết trơn á, nó mới đưa cái tay á, nó mới chỉ lên cái trần nhà vậy nè. Bạn cũng nhìn theo cái hướng của cái tay nó chỉ. Thì bạn nói nha, trong cái màn đêm ở trong căn phòng đó chỉ có ba mẹ con nằm thôi, mà bạn chỉ đốt một cái ánh đèn cà na màu vàng vàng đó. Bạn nhìn lên trần nhà thì bạn chết đứng luôn, bạn không dám nói gì hết, tại vì bạn thấy ở trên đó nguyên một cái bóng người,
mà cái người này rõ ràng là một cái người đàn ông, người ta đang treo mà nó trển á, kiểu như là một cái con thằng lằn vậy đó, đu ở trển mà dính chặt ở trên cái trần nhà luôn, không có rớt xuống. Bạn nói bạn sợ gần chết luôn, nhưng bạn đâu có biết phải làm gì bây giờ, tại vì nằm kế bên mình á còn hai đứa con nữa, làm sao mà chạy ra được. Mặc dù bạn thấy người ta nằm ở trên đó vậy đó nha, đó chính là cái lần đầu tiên bạn gặp ma đời thực ở ngoài luôn. Rồi thôi, bạn cũng ráng bình tĩnh, kéo cái mền đắp lại cho hai đứa con của mình, rồi nằm ở đó nhắm mắt lại, không có dám nhìn lên trển. Mặc dù cái ông đó ổng vẫn còn dính chặt ở trển, ổng đang nhìn xuống ba mẹ con vậy nè. Rồi cũng thôi, qua tới ngày hôm sau á, ba mẹ con ngủ ngon hoàn toàn bình thường, cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên thêm một đêm nữa, thì tối đêm đó đang ngủ tự nhiên cái người bạn cứng ngắc à. Bạn mở mắt ra thì bạn thấy là cái ông ngày hôm trước chính là cái ông đang thụi lùi đu trên cái trần nhà của bạn á, lần này ổng ngồi luôn trên ngực của bạn, bạn mới nhìn thấy rõ ổng. Tại vì cái khoảng cách từ cái mặt của bạn tới cái mặt của ổng á, nó rất gần. Ổng đưa cái mặt vô vậy nè, khi đó bạn mới thấy trời ơi, cái đầu của ổng trọc lóc à, như là cái trái dừa khô vậy đó. Còn cái mặt rất là ghê luôn, nó cứ nhăn nheo lại. Tuy nhiên đặc biệt, cái hàm răng của ổng á, nó ba xí ba tú có vài cây răng à, mà ớn một cái răng của ổng máu nó chảy ra. Nó chảy y chang là mình đi nhổ răng mà mình không có thấm máu vậy đó. Nó chảy ròng ròng xuống vậy nè. Bạn sợ quá trời đi, bạn mới nhắm mắt bạn niệm Phật. Khi mà nhắm mắt rồi á, không hiểu sao ai đưa ai đẩy thì bắt đầu bạn lại chìm vào cái giấc mơ đó với ổng. Trong mơ bạn mới thấy là bạn cũng đang đi trên cái con đường về nhà của bạn á, nhưng mà sau lưng là cái ông đó, ổng cứ đuổi theo bạn hoài, cứ chạy bịch chạy đuổi theo hoài luôn vậy đó. Bạn càng chạy ổng cũng càng chạy. Chạy một hồi á, thì như là có ai xui khiến bạn á, người ta bắt chéo hai cái tay của bạn ra sau lưng vậy nè, y chang là ở trong cái đồn cảnh sát mà người ta còng phạm nhân á, còng hai cái tay vòng ra phía sau vậy đó. Ổng nắm cái cầm tay của bạn lại không cho bạn chạy. Bạn cũng ráng bạn giật bạn chạy, bạn càng chạy để mà bạn cố gắng bạn kéo ổng theo luôn. Nhưng bạn nói lúc này nha, mỗi cái bước bạn chạy nó nặng còn hơn đá nữa, bạn đâu có lết được đâu. Bạn cứ ráng đi ghi ghi nè, đi được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Lúc này mặc dù trong giấc mơ, nhưng bạn vẫn phải ráng vừa lết mà vừa niệm Phật vậy nè. Cái hồn bạn vẫn còn khôn, bạn vừa niệm vừa lết được vài bước, bạn thấy là cái nhà của mình đằng trước rồi. Bạn định là chạy vô nhà, tuy nhiên khi đó bạn mới nghe cái tiếng của mẹ bạn kêu trong nhà, cứ kêu Yến ơi, Yến, Yến ô. Cũng nhờ cái tiếng đó kêu rõ tên của mình thì bạn mới giật mình dậy. Hết hồn quá trời rồi. Khi mà giật mình dậy thì bạn mới phát hiện ra rằng hai cái tay của mình á, nó đang chắp ra phía sau vậy nè. Nó nằm mà cái lưng của mình đè lên, y chang cái tư thế mà hồi nãy trong mơ ổng rượt bạn vậy đó. Vậy thì rõ ràng hồi nãy giờ đâu phải là mơ đâu. Tại sao bây giờ thức dậy hai cái tay mình nó nằm trong tư thế đó, vẫn còn nắm chặt lại vậy nè nha. Mới đầu á, bạn chưa có hoàn hồn, thành ra bạn không biết cách nào để gỡ hai cái tay mình ra hết trơn á. Tại vì á, nó vòng ra phía sau mà nó đang chéo vào nhau vậy nè. Một hồi tầm khoảng sau vài phút bạn định thần lại rồi thì bạn mới có thể từ từ nới lỏng rồi buông hai cái tay của mình ra. Lúc đó bạn mệt tới nỗi bạn bước xuống giường đi không nổi luôn, đi lết không đó. Qua ngày hôm sau, khi mà nghe được mọi chuyện bạn liên tục bị ma đèn vậy đó, thì cái anh chồng của bạn, ảnh cũng lên trên nhà thờ xin một cây thánh giá đã được cha xứ làm phép thánh rồi. Ảnh đem về nhà cho bạn treo trên phòng. Ảnh thì ảnh không có ngủ chung nhà với bạn nha. Lý do tại sao thì Duy sẽ kể câu chuyện tiếp theo. Cũng kể từ đêm đó, mặc dù đã có treo cây thánh giá trên tường rồi, tuy nhiên bạn vẫn bị người ta nhát nha. Nhưng đỡ hơn, không biết có phải vì cây thánh giá hay không á, mà người ta không có vô phòng, chỉ nhát phía ngoài cái ao cá kế bên nhà của bạn thôi. Tại vì bạn nói cái nhà của bạn là nhà sàn, mà dừng xung quanh toàn là bằng tôn không à. Cái đêm đó khi ba mẹ con đang nằm ngủ tầm khoảng 2 giờ khuya, thì cái thằng nhỏ con của bạn nó lại khóc lên nữa. Nó khóc ngất luôn, bạn dỗ hoài nó cũng không nín. Một xíu sau á, thì bắt đầu nó bị chảy máu cam. Trong cái thời gian bạn đang cầm máu cho con của mình á, thì bạn mới nghe phía bên cái ao nước kế bên á, cái ao đó để dành nuôi cá, mà nó cũng sát bên cái cửa sổ phòng của bạn luôn. Nghe người ta gõ vô cái vách tôn á, gõ 3-4 cái liên tục vậy nè. Cái vách bằng tôn mà, gõ nhẹ thôi cũng nghe rất rõ. Khi mà gõ xong 3-4 cái rồi, người ta gõ một cái đùng thiệt mạnh vậy nè, mà làm 3-4 lần vậy đó. Nghe cái gì mà âm đùng quá trời á, thì bà mẹ của bạn cũng tức cái mình. Bà cầm cái đèn pin ra ngoài rồi thử coi có cái gì hay không á, thì hoàn toàn phẳng lặng. Cái ao nước đâu có cái gì đâu. Nếu mà có cá bự nó nhảy lên á, cũng không thể nào mà nhảy lên tới cái vách nhà của bạn được hết trơn á. Vậy rồi mẹ cũng đi vô, ráng dỗ thằng con của bạn nó ngủ. Qua tới sáng ngày hôm sau á, thì hầu như kể từ ngày hôm đó, tầm khoảng 11 giờ trưa tới 2-3 giờ chiều, bạn nhức đầu tới nỗi bạn không có làm gì được hết trơn luôn, cứ nằm dào dạo ở đó đợi qua cơn nhức đầu thôi à. Cái đó là ở nhà nha. Còn nếu mà đi ra ngoài tầm khoảng 8-9 giờ đêm bạn còn ngoài đường á, lúc nào bạn cũng cảm thấy rùng mình lên cái gì nè, như là có ai đang đi kế bên mình vậy đó. Rồi đi một hồi á, bạn cảm thấy là phía sau lưng của bạn á, giống như có ai dùng cái bàn tay đẩy thiệt mạnh vô cái lưng của bạn vậy nè. Nhưng mà bạn cảm nhận kỳ lắm, đẩy mà không phải bạn chúi nhủi về phía trước đâu, đẩy mà cái lưng của bạn khá là nhột, khá là nặng á. Cái cảm giác rất lạ, khiến bạn cảm thấy như là người ta là vong hồn mà người ta rất muốn nhập vô người của bạn nhưng nhập không có được vậy đó. Còn mỗi lần mà về nhà đặt lưng nằm ngủ xuống á, thì hầu như tới giữa đêm thôi, nếu mà không bị người ta đè thì sẽ cảm nhận được có hai cái bàn tay, người ta luồn lên cái đầu của bạn á, bóp thiệt mạnh vô cái đầu của bạn, làm cho cái đầu của bạn đang ngủ mà rất nhức. Đặc biệt sau khi bóp xong rồi á,
người ta còn dùng cái tay nâng cái đầu của bạn lên rồi thả xuống cái bịch vậy nè. Thành ra là sau ngần ấy năm, kể từ cái ngày mà cả nhà của bạn cùng nhau kéo ra một cái sàn nước để mà đuổi bắt hai con rắn này, thì bạn liên tục gặp nhiều cái hiện tượng lạ. Mới đầu bạn đâu có nghĩ gì nhiều, bạn cứ nghĩ chắc là do mình mới sanh con, mình còn yếu quá, nằm chiêm bao một mẹ vậy thôi à, đâu có cái gì đâu. Nhưng mà càng về sau này, khi bạn thấy rõ mặt người ta, rồi người ta dẫn bạn đi trong mơ, thì bắt đầu bạn sợ rồi. Bạn sợ liệu có khi nào người ta ám mình hoài không, hay là có ai chơi bùa chơi ngải mình gì không ta. Bạn rất sợ. Cho nên ngày hôm nay bạn quyết định kể lại câu chuyện này, để hy vọng là có ai biết được những câu chuyện về tâm linh á, có thể gửi cho bạn một cái lời giải thích nha mọi người. Khi mà cái câu chuyện này nó còn đeo đẳng, bạn chưa có giải quyết hết nữa, thì bạn lại kể tiếp một cái câu chuyện về cuộc đời của bạn. Mà có lẽ cái câu chuyện này nó làm cho bạn tổn thương hết cả cuộc đời này, vẫn chưa có nguôi ngoai. Đó cũng chính là cái lý do tại sao mà chồng của bạn và bạn hiện tại không có sống cùng nhà với nhau đó. Câu chuyện là như thế này. Bạn kể thì hồi cái năm 2015, lúc đó bạn chỉ mới có 18 tuổi thôi, đang học lớp 12. Thời điểm đó khi mà gần học xong rồi thì bạn có quen một cái anh trai này, ảnh tên là anh Hữu. Mà cái anh Hữu này, ảnh lớn hơn bạn tới 13 tuổi lận. Nhưng mà hai người đã quen nhau từ trước đó rất lâu rồi. Do quen nhau, yêu nhau rồi mà, đâu có phân biệt tuổi tác gì đâu. Thành ra cũng về, nói với lại gia đình hai bên. Tuy nhiên, hai bên không có ai chịu hết trơn. Bên kia thì không có chịu bạn, bên nhà của bạn thì không có chịu anh này. Chính vì như vậy mà cái thời điểm đó hai người thương nhau rất nhiều, nhưng mà phải gặp cái rào cản lớn nhất, đó chính là cha mẹ hai bên. Do thương nhau quá nhiều rồi mà, thành ra mỗi người cũng về ráng nói một tiếng ngày này qua tháng nọ, thì cha mẹ cuối cùng cũng chấp nhận. Nhưng trước khi chấp nhận á, thì cũng phải trải qua rất nhiều sóng gió nha, bị la bị chửi rất nhiều đó. Rồi cũng trong năm đó hai người đã tiến hành đám cưới với nhau luôn. Cưới nhau tầm khoảng một năm sau á, thì bạn hay tin đó là mình đã mang thai rồi. Bạn cũng đẻ ra một cái đứa con trai đầu lòng vào năm 2016. Lúc đó thì bạn cảm thấy cuộc sống của bạn quá đầy đủ rồi. Gia đình cha mẹ hai bên thì chấp nhận, chồng của mình cũng tốt, bây giờ cũng có con nữa rồi á. Bởi vậy cứ tưởng đâu hạnh phúc đã được trọn vẹn rồi. Tuy nhiên mọi chuyện nó bắt đầu ập tới kể từ khi cái đứa con đầu lòng của bạn được khoảng 4-5 tháng tuổi á. Tại vì cái ngày hôm đó anh chồng á, ảnh cũng đi làm, nhưng đi làm không có thấy về, mất biệt tâm biệt tích tới khoảng 4-5 ngày trời không thấy luôn, bạn liên lạc không có được. Tới khoảng vài ngày sau á, bạn cũng cố gắng gọi cho ảnh, gọi cả chục cuộc luôn thì không thấy ảnh bắt máy. Sau đó bạn cũng lên trên Facebook của ảnh á, bạn coi thử coi ảnh có liên lạc được hay không, có đi đâu hay không. Thì vô tình bạn mở lên, bạn thấy là cái Facebook của ảnh, ảnh có đăng một cái tấm hình đang đi du lịch cùng một cái cô gái bên Thái Lan á. Thấy như vậy là bạn chết đứng luôn. Bạn mới mở điện thoại bạn điện lại thì ảnh nghe máy. Chưa kịp nghe máy nữa bạn mới nói: bây giờ thôi, để mẹ con tôi chết đi, cho anh quen với người mới cho thoải mái. Nghe bạn nói như vậy thì bên đầu dây bên kia ảnh mới nói: em bình tĩnh đi, nghe anh nói nè, hiện tại thì anh chỉ đi trả nợ cái mối tình kiếp trước của anh thôi à. Ủa làm sao? Lúc này bạn không có hiểu gì hết trơn á. Bạn hỏi: ủa anh nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Ảnh nói: thôi bây giờ anh có nói em cũng không hiểu nữa, em ráng đợi một thời gian sau anh về nhà, anh sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện cho em nghe luôn. Em đừng có giận anh, đừng có làm lớn chuyện nghe. Đúng thiệt là như vậy. Sau một khoảng thời gian, khi mà anh chồng của bạn, ảnh đã cắt đứt hoàn toàn với cô gái kia, về nhà ảnh đã kể lại toàn bộ sự việc cho bạn nghe luôn. Cái câu chuyện là như thế này nè. Ảnh mới kể là cái ngày hôm đó có mấy cái anh em ở trong cái hội chơi gà đá của ảnh mới nhắn tin rủ là: ê đi massage không, dễ gì mà từ chối. Ảnh cũng lén vợ lén con đi chơi với mấy cái anh này luôn. Vô trong một cái tiệm massage đó thì ngồi nguyên một cái nhóm vậy nè. Thường thì mở một nhóm sẽ có vài cô đào ngồi ở đây rồi tiếp các anh. Tuy nhiên khi mà mọi người cùng ngồi xuống rồi thì chỉ có duy nhất một mình anh thôi là được một cái cô đào đó, cổ chỉ chịu tiếp riêng anh thôi nha. Còn mấy người kia là nguyên một đám, chỉ chung có khoảng 1-2-3 cô thôi. Cái cô tiếp viên đó cổ tên là Quyên. Khi mà ngồi xuống tiếp cái anh chồng của bạn thì anh bất ngờ luôn. Ảnh nói: ủa sao bữa nay sướng dữ vậy ta, được nguyên cái em đào tiếp riêng cho mình luôn, trong khi mình đang ngồi chung với nguyên một băng anh em mà. Rồi cũng thôi, khi mà cả hai cùng ngồi xuống rồi thì cái cô Nguyên này cổ cứ liên tục nói chuyện để mà làm quen với cái anh chồng của bạn, hỏi tên tuổi nhà ở đâu, rồi còn xin số điện thoại của ảnh để mà hẹn những lần sau gặp tiếp nữa. Thế như vậy thì mấy cái anh trai chung nhóm mấy ảnh mới ghen tị. Mẹ nó ơi, sướng dữ vậy mày, Nguyên này hồi đó giờ tụi tao muốn đi với nó lắm mà nó không có chịu đâu nghe. Nó cũng cao giá lắm chứ phải muốn đi là được đâu. Nhiều lần tụi tao cũng cho tiền nó mà nó không có chịu đi đâu. Rồi cái chuyện gì tới nó cũng tới. Sau vài tiếng đồng hồ ngồi trong đó, người ta làm cái gì thì chắc mọi người cũng hiểu mà. Tuy nhiên làm xong rồi thì tự nhiên là cái anh chồng của bạn cùng với cô Nguyên này có cảm tình với nhau luôn. Ảnh nói cái cô Nguyên này do cổ làm cái nghề đó, thành ra cổ cũng có rất là nhiều người yêu cũ, kiểu như quen rồi bỏ vậy đó. Sau một khoảng thời gian quen nhau thì hầu như trong cái tiệm massage này ai cũng biết rằng anh chồng của bạn hiện tại đang quen với cô Nguyên đó hết trơn á. Tại vì cứ chở nhau đi chơi hoài à, mà đi chơi lén vợ lén con ở nhà nha, bạn đâu có biết gì đâu. Sau được vài ngày đi chơi á thì tự nhiên có một cái anh trai đó, ảnh mới điện thoại cho chồng của bạn. Không biết từ ở đâu mà ảnh biết số điện thoại.
Anh mới điện anh nói, tao cảnh báo mày nha, cái con Nguyên này nó không có bình thường đâu. Mày quen nó thì mày cứ quen, tao không cản mày, tại vì tao cũng là bồ cũ của nó, chứ không phải tao đang quen nó gì hết. Tao chỉ nói cho mày biết thôi, mày quen nó thì mày phải phòng cái trường hợp á, nhiều khi á nó đánh mày đó nha, mày đánh không có lại nó đâu. Khi mà vừa nói xong á thì cái anh đó anh cũng cúp máy luôn. Thành ra là cái anh chồng của bạn anh cũng không hiểu cái ý của cái anh này nói là cái gì nữa. Sau này tìm hiểu á thì mới biết được là cái anh đó cũng là một cái người yêu cũ của cô Nguyên này, quen lâu rồi, sau này chia tay, bây giờ thì vẫn còn liên lạc nói chuyện với nhau như người bạn thân bình thường thôi nha, chứ không có gì hết. Quay trở lại cái chuyện của chồng bạn với lại cái chị Nguyên này, thì sau cuộc gọi điện thoại đó, hai người cũng lén lút đi chơi hoài nhau vậy đó. Mà mỗi lần đi chơi á, đâu phải đi ăn uống cà kê dê ngỗng như là những cái người trẻ đâu. Đi chơi á, là toàn dẫn vô nhà nghỉ không à, để mà làm cái chuyện đó. Cái ngày hôm đó thì cũng như thường lệ thôi, sau khi mà chở một vòng rồi á, cũng quay về cái điểm cũ đó chính là cái nhà nghỉ đó. Vô nhà nghỉ rồi, hai người bắt đầu ân ái với nhau. Trong cái quá trình ân ái á, thì cái anh chồng của bạn lúc mà lên đỉnh điểm mà, anh có nói với cô này bên lỗ tai á, em, sao mà anh thương em quá, em có thương anh không? Tự nhiên hai người đang vui vẻ thì cái cô này cổ biến sắc luôn, cổ trợn con mắt cổ nhìn anh vậy nè. Anh nhìn anh không biết gì hết trơn á, mà con mắt của cổ á, bây giờ cái tròng trắng tròng đen nó không còn màu nữa, mà nó là một cái màu đỏ không à, như là máu nó nổi lên vậy đó. Ảnh quá trời sợ, mà chưa kịp phản kháng gì hết trơn á, cái cô này cổ ngồi dậy, mà cái tay của cổ nổi cơ bắp cuồn cuộn vậy nè, như lực sĩ vậy đó. Cổ đánh túi bụi vô cái mặt của anh luôn, đục đục vậy nè. Anh đâu có làm gì được đâu, cổ mạnh quá trời mạnh rồi. Khi mà anh ngã ra rồi á, cổ cũng ngã ra, cổ nằm lăn ở đó có mắt trợn trắng lên nha, và cổ không hề biết cái gì hết, chỉ nằm thở hồng hộc thôi. Trong cái tình cảnh đó thì anh sợ quá trời rồi, anh mới lục lại cái số điện thoại, điện cho cái anh Thức là cái anh người yêu cũ của cô Nguyên đã nói với anh cái câu đó đó. Anh mới điện anh hỏi, ủa anh ơi sao mà kỳ vậy, bữa nay hai đứa tôi ngủ với nhau mà đang ngủ nó đánh tôi quá trời luôn. Cái anh kia mới nói, đó mày thấy chưa, tao nói rồi, bởi vậy á mày đừng có nói những câu yêu thương với nó, đặc biệt đừng có nói anh yêu em, anh thương em, mày chỉ cần nói thôi, nó đánh mày á mày không bao giờ làm lại nó. Thật sự mà nói thì cái anh Thức kia, anh đã quen biết cô Nguyên này hơn cả chục năm trời rồi, tuy nhiên tới bây giờ anh vẫn chưa biết được cái nguyên nhân tại sao mà con nhỏ này cứ hễ nó quen cái thằng nào mà người ta nói lời yêu lời thương với nó lên cơn, nó đánh người ta không thương tiếc luôn vậy đó. Bởi vậy khi mà nghe xong thì cái anh chồng của bạn anh ngồi lại anh suy nghĩ, anh nói có khi nào con nhỏ này nó bị cái vấn đề tâm linh không ta, thôi thì phải dành thời gian chở nó về quê có nó một chuyến đi, hỏi nhà của nó thử coi nó bị cái gì, rồi tìm cách á tìm thầy giải cho nó. Nói thì nghe có vẻ đây là một cái hành động tốt, một cái hành động cao đẹp đó, tuy nhiên không phải như vậy. Tại vì á, nghĩ cái chuyện đi về quê giúp bồ của mình trong khi vợ của mình ở nhà mới vừa đẻ con sanh nở nhà, ảnh đâu có quan tâm đâu. Rồi sau đó khi mà cô gái này tỉnh lại á, hai người vẫn nói chuyện yêu thương bình thường. Ảnh mới ngỏ ý với cô này là, thôi qua bữa sau anh chở em về quê của em á, anh gặp gia đình của em chơi được không? Cổ cũng đồng ý luôn, không phải về chơi đâu, mà về với cái mục đích đó là anh hỏi nhà của cổ, cổ có bị cái gì hay không đó. Rồi qua tới sáng ngày hôm sau, hai người cũng chở nhau về tới dưới Cần Thơ á, là nhà ba má của Nguyên này ở dưới. Về dưới ngồi nói chuyện chơi cả buổi trời, thì cái anh chồng của bạn mới ra phía sau để mà nói chuyện riêng với ba của cô Nguyên. Ảnh cũng kể lại toàn bộ sự việc, thì ba của cổ cũng biết. Ổng mới nói, trời ơi, mày biết sao không? Tại vì con nhỏ này hồi cái năm nó 18 tuổi á, nó có quen với cái thằng kia, mà tao với bác mày á đâu có chịu đâu, thành ra nó cứ dãy tử hoài vậy nè. Khi mà thấy tao với mẹ nó cấm đoán quá trời rồi á, thì cái ngày hôm đó nó mới giấu tao. Nó vô nhà lấy nguyên cái sợi dây ra, nó ra phía sau nhà, nó lên cây, nó cột ở trển á, rồi nó treo người đu toàn tan ở trển. Bộ nó nghĩ như vậy nó chết hay sao á. Hên, tao đi về tao thấy treo ngoài, tao giật xuống liền. Khi tao giật xuống rồi á thì cũng gần chết rồi, tại vì lúc đó nó thở hồng hộc à, nó le lưỡi rồi. Rồi tao cũng nhanh chóng gọi mọi người lại, hên á là sơ cấp cứu kịp thời cho nó, chứ thôi ngày hôm đó cũng chết rồi. Biết con mình nó dại dột, khi mà tỉnh dậy rồi tao cũng mừng chứ sao không. Nhưng mà lạ một cái, không hiểu sao khi mà tỉnh dậy rồi á, nó lạ lắm luôn mày, không phải con gái của tao bình thường đâu. Gặp ai nó cũng cào cấu, nó chửi người ta, nói xàm nó bậy tùm lum hết trơn vậy đó. Biết cái chuyện này thì cái thằng bồ của nó cũng qua thăm, là cái thằng mà tao với bác mày không có chịu đó. Nó qua thăm nhỏ này, nó thấy sao mà kỳ quá à, con nhỏ này kỳ vậy. Rồi nó cũng ngồi đó nó an ủi con nhỏ này, nó vuốt vuốt theo để mà con nhỏ này đừng có lên cơn nữa. Tao mới nghe cái thằng này nói là, em, anh thương em lắm, em đừng có làm vậy nữa, em cứ bình thường đi, để mọi người chăm sóc cho em, rồi hai đứa mình còn cưới nhau nữa. Khi mà cái thằng đó vừa nói dứt câu xong thôi, con nhỏ này nó nhào lại, đánh người ta quá trời luôn, đánh mạnh tới nỗi mà thằng kia ngã xuống đất. Thế như vậy thì tao cũng kêu mấy ông hàng xóm can ra, nhưng mấy ổng làm không lại luôn, sức đàn ông mà làm không lại nó đó. Nó đánh người ta xong rồi, bắt đầu nó cầm cái tay của thằng này, nó cắn thằng này sức một miếng thịt luôn. Trời ơi, cảnh tượng máu me không vậy đó mày ơi. Rồi tới khi mà nó cắn người ta xong, nó mới chịu nằm ở đó, nó thở hổn hển vậy đó. Thế như vậy tao cũng đỡ thằng này lên, băng bó cho nó, rồi trở lên trạm xá. Sau khi thằng này khỏe lại rồi, thằng này cũng không dám tiến lại gần con nhỏ này nữa, thôi hai đứa chia tay luôn. Rồi sau khi mà chia tay cái thằng này,
con nhỏ này nó cũng bình thường à, nó không có gì hết trơn, ban ngày ban đêm nó cũng nói chuyện bình thường thôi, nhưng mà cứ hễ ai mà nói thương nói yêu nó đó là nó lên cơn, nó đánh người ta nữa à. Khi mà ngồi nghe toàn bộ câu chuyện của ba cô Quyên này kể lại á, thì chồng của bạn thấy rất là thương, thương cho cô bạn gái của mình quá trời ha. Bởi vậy mới định trong bụng á, một hồi nữa sẽ quay trở về Sài Gòn, rồi nhắn tin cho thằng bạn của mình á, hỏi thử coi nó có biết cái ông thầy nội hay hay không, để mà chở bạn gái của mình đi giải thử coi có được hay không. Sau một hồi nói chuyện á, thì anh cũng được bạn của mình chỉ cho cái địa chỉ của một cái người thầy này ở Tuốt với Bến Tre á. Anh đó cũng cho anh cái số điện thoại liên lạc luôn. Anh mới lấy số điện thoại, anh điện cho người ta. Khi mà điện lên rồi, chưa kịp trình bày gì hết trơn á, thì bên đầu dây bên kia, cái người thầy đó người ta mới nói rằng: ngày mai á, mày chở nó xuống đây đi. Nhưng khi mày chở nó đi á, mày tuyệt đối không được tiết lộ cho nó biết là mày đi đâu làm cái gì. Mày chỉ được nói là mày chở đi chơi thôi. Nếu mà nó biết được mày đi tới đây á, nó sẽ không bao giờ chịu đi với mày đâu nha. Nghe như vậy thì anh chỉ dạ dạ rồi cúp máy thôi à. Nhưng mà có vẻ như là cái vong hồn trong cái người của cô Quyên này người ta biết hay sao đó. Bởi vậy trước khi mà đi á, cái cô này cổ cứ dùng dằn dũng dẳng không có chịu đi đâu. Nó: anh chở tôi đi đâu? Đi đâu vậy? Thì cái anh này mới nói là: không, anh chở em đi chơi thôi à, chứ không có gì hết trơn, em đừng có lo. Vậy đó, năn nỉ gãy lưỡi luôn mới chịu đi. Ráng ngủ tới sáng sớm ngày hôm sau, anh cũng thu xếp chở cái cô này đi xuống tới Bến Tre. Cái đoạn đường mới đi á, thì cô này không có nói gì hết trơn, cứ tưởng chở đi chơi thiệt không à. Nhưng mà khi chạy xe tới cái địa phận Bến Tre rồi á, cổ thấy lạ lạ trong người rồi. Cổ mới hỏi: ủa, anh chở tôi đi đâu vậy? Đi đâu mà lạ dữ vậy? Anh mới giả bộ, anh nói: không có, anh chở em đi chơi mà. Cổ nói: nếu mà anh chở tôi đi đâu, anh gạt tôi á, tôi phóng xuống xe liền cho anh coi nè, anh tin không? Anh nói nghe trời ơi, khi đó là anh lạnh sống lưng hết trơn luôn, không biết sao hết trơn. Bởi vậy cứ ráng ngồi nói nhăn nói cuội cho cái cô này cổ tin, cổ im. Khi mà thấy ổn ổn rồi á, ảnh cũng ráng hiện thiệt lẹ để mà nhanh chóng được tới nhà của thầy. Tới nhà của thầy rồi, cái cô Quyên này cũng mới phóng xuống xe một cái bịch luôn. Cổ xuống xe nhưng cổ không chịu bước vô trong nhà. Cổ phóng xuống mà cổ chui xuống á, cổ núp xuống ngay chăng một cái bụi tre ngay trước cửa nhà của ông thầy vậy nè, không có chịu đi vô gì hết trơn á, đứng cả buổi trời luôn. Anh này cũng đâu có dám vô đâu, anh đứng ở ngoài coi cô này làm cái gì. Cứ kêu hoài: bây giờ em đi vô đi, nhà này nhà của người quen anh, em vô đi. Nhưng mà không có chịu, hình như là người ta biết hay sao đó. Đứng một hồi sau lâu dữ lắm luôn, gần cả tiếng đồng hồ á, thì ông thầy mới bước ra. Thầy mới nói: thôi, nếu như mà nó không chịu vô á, thì mày chở nó về nhà đi. Sáng sớm ngày hôm sau ráng tranh thủ quay lại thì tao mới làm được. Chứ giờ này cũng đã trễ giờ rồi, đâu còn làm được nữa đâu. Nhưng mà tao nói nè, tối đêm nay á, mày phải thực sự cẩn thận nha. Tại vì nó về nó kiếm mày đó, nó hiện nguyên hình cho mày thấy đó nha. Nhớ nè, khi mày thấy nó thì tuyệt đối trong trường hợp nào cũng vậy, nằm im ở đó, không được giật mình, mà không được mở mắt nhìn trực tiếp vô nó, không được trả lời luôn. Nếu mày giật mình, mày mở mắt mày nhìn, hoặc là mày trả lời nó thì chắc chắn nó bắt cái hồn của mày liền, không ai cứu được mày đâu. Nói chung thì tao nói vậy đó, tối nay về ráng chuẩn bị tinh thần đi, mà tuyệt đối về nhà đừng có nói lại với con nhỏ này là những cái lời tao nói với mày biết ngày hôm nay nha. Sau khi mà rời khỏi nhà của ông thầy Sáu thì anh cũng chở cô Quyên này đi vòng vòng ở thành phố Bến Tre để mà tìm một cái nhà nghỉ gần đó. Đâu có về thành phố được nữa đâu, tại vì sáng hôm sau cũng quay trở lại sớm rồi mà. Đêm đó khi mà vô nhà nghỉ nằm thì hai người cũng ngủ thôi, chứ không có dám làm gì nữa hết, tại vì anh biết trước đêm nay sẽ có chuyện. Đầu giấc thì hai người cũng có nói chuyện như bình thường, tại vì cô Quyên này cũng đâu có phải bị ma nhập gì đâu. Tới khi mà nửa đêm, lúc mà hai người đã ngủ rồi thì mới có chuyện. Cái tư thế của anh ngủ là anh nằm xoay lưng lại với cô Quyên này, anh quay qua phía bên kia, còn cô Quyên này thì nằm kiểu là ôm cái lưng của anh vậy đó. Đang nằm giữa đêm mà anh đâu có ngủ đâu, giả bộ ngủ vậy thôi à, anh đợi coi cái gì nó sẽ xảy ra với mình. Thì ngay lúc đó anh mới nghe từ phía sau lưng của mình á, cô Quyên này cũng mới nói là: anh, nó tới rồi anh ơi. Nghe như vậy là anh biết rồi, da gà nổi cục cục hết trơn rồi đó. Nhưng anh đâu có dám động tĩnh gì đâu, đâu có dám trả lời, nằm im như cục đá ở đó. Thì mới vừa nói xong thôi, cái cô gái này cổ nhẹ nhẹ cổ bước xuống cái giường. Lúc đó là cổ không còn là cổ nữa rồi. Có vẻ như là cái người đó người ta biết anh ngủ rồi hay sao, thành ra người ta mới đi như vậy. Trong khi anh có ngủ đâu, anh giả bộ ngủ vậy thôi hà. Cái đầu giường thì người ta không có để sát cái bức tường, thành ra anh nằm anh lắng nghe từng bước chân cô gái này đi. Cổ đi làm sao mà cổ đi vòng qua cái đầu của cái giường luôn, rồi cổ đi tới đứng trước mặt của anh phía bên kia vậy nè. Mọi người hình dung cái cảm giác khi mình nằm, mặc dù mình nhắm mắt nhưng có ai đứng trước mặt của mình á, mình vẫn biết được hết trơn à. Bởi vậy thì anh biết rồi, lúc đó anh vẫn còn nằm nghiêng nha, anh đâu có dám động đại gì đâu. Anh vẫn ráng, anh hé hé con mắt của anh ra thì anh mới thấy đứng trước mặt của anh là cái thân người của cái cô Quyên đó. Nhưng khi mà anh ráng rướn con mắt anh nhìn cao lên xíu á, nhìn ngay cái mặt của cô gái này á, thì đó không phải là cái mặt của cổ, mà đó là một cái gương mặt nó rất dài. Nó dài sọc y là một cái trái dưa hấu dài vậy đó, mà nó cứ méo qua méo lại, nó móp méo di chuyển vậy nè. Cái mặt đó là mặt của một cái người đàn ông. Nó xanh chành như là mình đang rọi cái ánh đèn màu xanh vô mặt của ổng, tựa dưới rọi lên vậy đó.
ổng đang đưa cái mặt ổng nhìn thẳng vô cái chỗ của anh hoài vậy nè. Trong khi đó anh chỉ dám hí con mắt nhỏ nhỏ thôi, đâu có dám mở ra đâu, sợ muốn chết luôn, thiếu điều á muốn đái trong quần vậy đó, nhưng đâu có dám làm cái gì đâu, không hề động đậy gì hết, do là anh hí con mắt nhẹ nhẹ mà. Sau khi mà anh biết người ta đang đứng ở đó rồi á, thì anh ráng anh nhắm con mắt lại. Trong lúc anh nhắm lại á, anh mới nghe người ta nói cái giọng đặc sệt một cái người đàn ông luôn. Người ta cứ nói sao mày dám chở nó xuống đây, sao mày dám chở nó xuống đây vậy. Nghe một hai câu thôi thì tự nhiên anh không còn biết nữa, tại vì kể từ thời điểm đó là anh xỉu luôn rồi, hình như anh sợ quá hay sao đó. Mới có 5-6 giờ sáng à, anh tỉnh dậy thì anh biết là tối giờ mình xỉu. Nhìn kế bên á là cái cô Quyên đang nằm ở dưới đất vậy nè, đỡ cổ lên á thì cổ hoàn toàn bình thường, đâu có biết cái gì đâu. Rồi sau đó như kế hoạch, anh cũng ráng nhanh chóng thu xếp chở cô gái này xuống tới nhà của ông thầy một lần nữa. Vô tới đó thì cái quá trình mà thầy trị bệnh như thế nào á anh không được biết, tại vì lúc đó thầy chỉ cho cô này vô nhà thôi, anh đứng ở ngoài anh đợi. Sau khi mà làm xong xuôi rồi thì thầy mới trả cô gái này ra khỏi cửa nhà. Lúc đó thầy mới nói với anh á, cái con nhỏ này hồi cái năm đó khi mà nó treo người lên cổng giấy ngoài phía sau nhà của nó đó, nó làm đúng ngày đúng giờ lên luôn. Bởi vậy khi mà treo lên rồi á, cái người của nó hồn vía mất đi rất là nhiều. Đồng thời cũng ngay lúc đó quá là nhiều vong hồn người ta chứng kiến cảnh tượng con nhỏ này treo lên trển. Bởi vậy khi mà hồn vía của nó đi bớt á, người ta nhanh chóng nhập vô người của nó, người ta ốp vô trỏng đó, mà đâu phải một cái vong đâu, rất là nhiều vong hồn ở đó luôn. Chính vì như vậy mà người ta cứ theo ta ám nó hoài, dù sao đó cũng là cái nghiệp của nó. Nó cãi cha cãi mẹ rồi làm cái hành động dại dột như vậy, có thể đó là cái ma thần vòng người ta nhập vô người của nó đó. Mà tao nói nè, con nhỏ này á, nó cũng chưa có hết đâu nha. Ráng mỗi tháng chở nó xuống đây làm một lần đi, chừng nào hết á thì tao mới nói hết được, chứ bây giờ này chưa có hết đâu. Còn riêng mày á, cái nghiệp của mày với cô gái này đã hết rồi, thôi mày chia tay với cổ, kết thúc sớm đi, để mà đừng có dây dưa nữa, về với vợ con đi con. Sau cái lần đó thì anh chồng của bạn cũng đã chia tay với cô gái này luôn. Những lần sau cổ còn xuống làm ở dưới nhà của thầy nữa hay không á, ảnh không biết và không hề quan tâm tới. Về nhà, ảnh cũng dập đầu xin lỗi với bạn quá trời luôn. Tuy nhiên có vẻ bạn vẫn chưa chấp nhận. Sau đó thì bạn cũng ậm ừ, rồi hai vợ chồng lại có thêm một cái đứa con nữa. Mặc dù cái chuyện này đã trải qua 6 năm rồi, nhưng bạn nói chắc do cái nghiệp của ảnh đã gieo á. Bởi vậy thì bây giờ cái công việc của ảnh vẫn không có suôn sẻ. Làm ăn á thì điêu đứng, nợ nần chồng chất tới nỗi mà không có khả năng trả cho người ta. Nói chung là bây giờ banh bỏng hết rồi, không có làm gì nổi hết trơn á. Đúng như lời của thầy nói luôn, nếu mà cứ dính dáng cho cô gái này á thì cuộc đời của anh sẽ tàn, chứ không ngóc đầu lên được. Nghe tới đây thì có vẻ cái anh chồng của bạn đáng trách nhiều hơn là đáng thương. Mặc dù sao mọi chuyện, ảnh về nhà có xin lỗi bạn cỡ nào đi chăng nữa, thì cái nguyên nhân đầu dây mối nhợ cũng do ảnh. Ảnh đâu có bị người ta xúi dục đâu, cũng chính do ảnh đâm đầu vô cái chỗ đó, rồi mới có một cái mối tơ duyên, gặp cái cô gái này, mới thành ra một cái câu chuyện như thế này đó. Sau khi mà ảnh về xin lỗi với bạn một thời gian sau, Facebook có thông báo với bạn là cái cô gái này chuẩn bị lấy chồng, mà cái người chồng của cổ là một cái người Nhật. Tại vì Facebook của bạn có kết bạn với cô gái đó luôn. Thật sự mà nói thì anh chồng của bạn ảnh cũng ăn năn hối lỗi rất nhiều. Tuy nhiên, cái người tổn thương nhất vẫn chính là bạn. Và cái vết thương trong lòng của bạn tới bây giờ vẫn còn chưa có nguôi ngoai đâu. Bởi vậy qua câu chuyện này thì mới thấy là đàn ông, nếu mà chúng ta đã có vợ có con rồi thì hãy tập trung lo cho gia đình của mình đi. Đừng có lo những cái chuyện phía bên ngoài, rồi cặp bè cặp nãi ở ngoài, cuối cùng đâu có được gì đâu, ai cũng khổ hết trơn. Câu chuyện của chúng ta tới đây cũng đã kết thúc.